Xin chào mọi người, hôm nay mình cần tìm chủ cho các vé của đồ à, các vé hiện đang có tại cửa hàng nhé. Các nhóc này là 4,5 triệu một vé này mọi người. Đây. Không được thơm cho lắm. Đây mẹ bút đồ luôn nha, khi trưởng thành là tầm 3-4 kg thôi các bạn ơi. Đây lớn khá ăn khỏe rồi nha. Đây. Các bé chưa cạo lông mấu các bạn nha, thì để chích ngừa một mũi. Các bạn mua bên mình sẽ được bảo hành sức khỏe nè, có một số chính sách cho các bạn ở Đức Hòa Long An như mọi người, như là tắm các bé miễn phí 2 lần đó, thì các bạn có thể ghé hai bé của mình để xem các bé cúng ok các bạn đó nha. 4,5 triệu một bé thôi. Rất là xinh đẹp và đáng yêu bạn ơi. Bạn nào thích các bé, có nhu cầu đó các bé về nuôi thì các bạn có thể ghé hai bé của mình nhé. Bye bye mọi người.